Hàn Quốc là tấm gương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử để các nước đi sau nghiên cứu, tham khảo. Quá trình công nghiệp hóa của Hàn Quốc được tiến hành từ năm 1961 đến năm 1991. Trong 3 thập niên đó, Hàn Quốc từ một nước nghèo nàn lại bị tàn phá trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, trở thành một trong những nước công nghiệp mới NIC hùng mạnh nhất về mặt kinh tế của thế giới thứ 3. Tính từ năm 1963 đến năm 1978, GNP thực tế của Hàn Quốc tăng với tốc độ hàng năm gần 10% và với tốc độ tăng trưởng thực tế trung bình hơn 11% trong suốt những năm từ 1973 đến 1978. Hơn thế nữa, tính đến nay, chất lượng tăng trưởng của Hàn Quốc vẫn thuộc loại cao nhất so với các nước có cùng tốc độ tăng trưởng cao trên dưới 10%. Năm 1963, GDP theo đầu người ở Hàn Quốc mới khoảng 100 đô la. Đến đầu những năm 80 đã vượt quá 2.000 đô la. Đầu những năm 90 vượt qua ngưỡng 10.000 đô la và đến năm 2010 đã vượt quá 30.000 đô la. Theo đánh giá của các nhà phân tích học trong giới cộng đồng mạng, Hàn Quốc là tấm gương nổi bật nhất về phát triển kinh tế dài hạn thành công. Sự phát triển kinh tế kỳ diệu của Hàn Quốc, một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới hiện đại. Nó không có gì bí ẩn đối với người Hàn Quốc, đó là công lao của tướng Park Chung-hee. Sau khi lên nắm quyền vào tháng 7 năm 1961, tướng Park Chung-hee đã nói trước hơn 20.000 sinh viên đại học Seoul như sau. Toàn dân Hàn Quốc phải thắt lưng buộc bụng trong vòng 5 năm, phải cắn răng vào mà làm việc nếu muốn được sống còn. Làm cách nào trong vòng 10 năm chúng ta tạo được một nền kinh tế đứng đầu ở Đông Á và sau 20 năm chúng ta sẽ trở thành cường quốc kinh tế trên thế giới. Chúng ta sẽ bắt thế giới phải ngưỡng mộ chúng ta. Hôm nay có thể có một số đồng bào bất đồng ý kiến với tôi, nhưng xin những đồng bào ấy hiểu cho rằng tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mị dân, tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn sàng chết cho lý tưởng đã đề ra. Ngay từ những ngày đầu lên cầm quyền, Park Chung-hee đã tìm cách đặt nền cho mối tương quan chính quyền và doanh nghiệp theo hướng có lợi cho chương trình phát triển kinh tế qua mấy bước như sau. Thứ nhất, nhân danh luật giải quyết việc tích lũy tài sản bất hợp pháp mới được ban hành, chính quyền bắt hầu hết những doanh nhân hàng đầu và đe dọa tịch thu toàn bộ tài sản của những người này. Nhưng đây chỉ là một biện pháp đe dọa, vì sau đó, chính Park đã thực hiện một cuộc họp với 10 nhân vật lãnh đạo đầu não trong số doanh nhân bị bắt và đi đến một biện pháp hòa giải là chính quyền sẽ không thực hiện việc truy tố. Nhưng đổi lại, những người này phải chịu một số tiền phạt rất lớn. Tất nhiên, tiền này trở thành quỹ quốc gia chứ không thành của riêng và thuận đi vào hướng phát triển kinh tế theo kế hoạch của chính quyền. Trong việc vận dụng kiến thức kinh doanh cùng sự hợp tác của doanh nhân, chính quyền đã gửi 13 nhân vật hàng đầu của giới này ra ngoại quốc để quan sát thị trường và thu hút đầu tư ngoại quốc. Khi trở về, nhóm này đã đưa ra nhiều đề nghị hữu ích, trong đó đề nghị thiết lập hải cảng kỹ nghệ ở Ulsan đã được chính quyền thực hiện cấp thời. Sau đó, dưới sự yểm trợ của chính quyền, tầng lớp kỹ nghệ gia, thương gia đã thành lập những tổ chức mới hoặc chỉnh đốn lại những tổ chức cũ, đáng kể nhất là Liên đoàn Kỹ nghệ Hàn Quốc, Hội Thương gia Hàn Quốc, Hội Hợp tác các xí nghiệp nhỏ và trung và những hội kỹ nghệ, ngành kỹ nghệ đặc biệt. Kết quả của những biện pháp trên đây là Park Chung-hee đã tạo được thế chế ngự doanh nhân trên hướng hợp tác và quan trọng hơn là đã có thể vận dụng năng lực và tài sản của họ vào hướng hoạt động phát triển sản xuất. Về vấn đề sống tự túc, khi mới ở cương vị lãnh đạo quốc gia, Park Chung-hee đã hỏi một kinh tế gia là Hàn Quốc muốn thoát khỏi cảnh sống phụ thuộc nước khác thì phải làm gì và khi nào sẽ đạt được. Vị chuyên gia trả lời là cần xuất cảng được ít nhất 300 triệu đô la thì có thể sống ở mức tự túc tối thiểu. Park đã thực hiện điều này và đến năm 1967, khi ông nhắc lại câu chuyện, Hàn Quốc đã xuất cảng được 360 triệu đô la. Nhưng con số đó vẫn còn xa với chuyện sống tự túc. Vì thế, ông đã quyết định nâng số xuất cảng lên mức 1 tỷ trong khoảng 3 hay 4 năm. Cách nhìn và biện pháp của ông để đạt được mục tiêu là nếu sản xuất hàng rẻ mà tốt, thì hàng hóa Hàn Quốc vẫn còn nhiều chỗ tiêu thụ trên thị trường thế giới. Ngoài vấn đề phát triển sản xuất, Park Chung-hee đã thực hiện chính sách toàn quốc thắt lưng buộc bụng từ chính quyền đến dân chúng. Làm việc nhiều nhưng sống giản dị, hàng tuần mỗi người phải nhịn ăn một bữa, không hút thuốc ngoại quốc, không uống cà phê. Đến cuối thập niên 1970, Hàn Quốc đã sản xuất hàng loạt máy truyền hình màu nhưng chỉ để xuất cảng, còn trong nước tiếp tục dùng TV trắng đen. Và trong các chương trình truyền hình thì chỉ tập trung dạy miễn phí cho người dân về cách làm kinh tế rất cụ thể. Ví dụ như kê toán các cửa hàng,
cách mở cửa hàng, cách quản lý kho hàng, vân vân. Với Park Chung-hee, tiết kiệm là quốc sách để Hàn Quốc có thể đứng dậy, thoát vòng lệ thuộc. Vì thế, trong nhiều bài diễn văn, ông thường nói: một xu ngoại tệ là một giọt máu. Tất nhiên, đây không phải là thứ ngôn ngữ hùng biện, nói cho hay, mà ông đã sống tiết kiệm bằng chính nếp sống thanh đạm của mình. Làm tổng thống 19 năm mà khi chết, tài sản của ông chỉ có trên 10.000 đô la. Về việc tái lập quan hệ bình thường với Nhật Bản, trong 12 năm cầm quyền, Lý Thừa Vãn đã duy trì mối thù hận của dân chúng Hàn Quốc với tội ác của thực dân Nhật. Nhưng đến năm 1964, vì nhu cầu phát triển kinh tế, Hàn Quốc cần tư bản và kỹ thuật, nhất là cần ngoại quốc đầu tư trực tiếp để giảm bớt số nợ đã quá lớn. Park Chung-hee đã can đảm đối diện với những cuộc biểu tình chống đối trên toàn quốc khi nói với dân Hàn Quốc về việc cần chấm dứt chính sách thù hận với Nhật Bản. Chúng ta phải nhìn xa, chúng ta không được cô lập với cộng đồng thế giới và nhất là chúng ta phải biết vị trí của mình ở Viễn Đông. Kết quả của tầm nhìn và hành động can đảm này đã giải quyết được nhiều vấn đề xung đột giữa hai nước như quyền đánh cá ở vùng biển giữa Nhật và Hàn Quốc và địa vị người Hàn Quốc sống ở Nhật. Nhưng quan trọng nhất là mở đường cho việc phát triển mậu dịch với mức gia tăng buôn bán từ 400 triệu đô la năm 1967 lên 9 tỷ năm 1980 và Nhật Bản trở thành khách hàng lớn thứ nhì sau Hoa Kỳ. Cùng với mậu dịch, Nhật cũng là nước đầu tư hàng đầu vào Hàn Quốc trong các ngành kỹ nghệ lọc dầu, đóng tàu, điện tử và nhiều loại kỹ nghệ khác. Với tổng số vốn đầu tư đến năm 1980 đã lên tới 1 tỷ đô la. Ngoài buôn bán và đầu tư, Nhật còn trợ giúp Hàn Quốc về tài chính cùng kỹ thuật. Và chính nhờ sự trợ giúp này mà Hàn Quốc đã vượt qua được nhiều trở ngại trong việc thực hiện một số dự án kỹ nghệ lớn. Một thí dụ điển hình về chuyện này là sau khi Ngân hàng Thế giới cùng các công ty Mỹ và Âu Châu bác bỏ dự án xây dựng nhà máy liên hợp sắt thép Pohang vì cho là không thể thực hiện được, thì Nhật đã quyết định trợ giúp Hàn Quốc xây dựng dự án với kỹ thuật và trên 120 triệu đô la vừa tặng vừa cho vay. Về việc thay đổi nông thôn Hàn Quốc, xuất thân từ một gia đình nông dân, Park Chung-hee thấu hiểu sự tuyệt vọng của nông dân trong cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, lạc hậu suốt cả ngàn năm. Và nhất là trong đời mình, ông đã chứng kiến nhiều chương trình cải cách nông thôn thất bại từ sau ngày Hàn Quốc thoát khỏi sự thống trị của Nhật. Vì thế, khi tiến hành chương trình Semaul, có nghĩa là phong trào làng mới, để canh tân nông thôn, ông đã vạch ra đường lối chỉ đạo thực tiễn là đi từng bước, đừng quá nhiều, quá nhanh. Đối với chính quyền là không được cưỡng ép, và tất cả các dự án phải có tác dụng nâng cao lợi ích chung cùng lợi tức của nông dân. Còn đối với nông dân là phải tự làm việc để thay đổi vận mệnh của mình. Trong việc khuyến khích nông dân, Park Chung-hee thường nói với họ: tại sao chỉ biết phàn nàn mà không chịu làm việc cần mẫn? Làm việc đi, chính quyền sẽ giúp đỡ và sẽ ưu tiên trợ giúp những người chứng tỏ có tinh thần cao về tự lực, tự túc và hợp tác. Từ những nguyên tắc trên, phong trào làng mới qua việc hoạch định chu đáo, đầu tư sáng suốt và nhất là khéo giác ngộ nông dân về sự thăng tiến đời sống đã có thể dấy lên lòng nhiệt thành, tinh thần sáng tạo và nỗ lực chung của nông dân trong việc thực hiện các dự án hợp tác theo sự lựa chọn của chính họ. Vì thế, chỉ trong khoảng gần một thập niên với chất xúc tác của tinh thần Semaul, nông dân đã tự thay đổi được đời sống của mình và làm biến đổi toàn diện nông thôn Hàn Quốc. Trước thành tựu đặc biệt của phong trào Semaul, nhiều nhà khoa học xã hội, chuyên viên phát triển nông thôn và viên chức chính quyền cao cấp của nhiều nước đã tới Hàn Quốc để quan sát và nghiên cứu. Ở đây xin ghi ít lời nhận xét về phong trào Semaul của một số nhân vật quốc tế. Ví dụ như Albert, hoàng tử nước Bỉ: tôi sẽ gửi các viên chức nông nghiệp của Bỉ sang Hàn Quốc để học về phong trào Semaul. Gần một thế kỷ sống dưới chế độ Nhật thuộc và sau đó là hơn 10 năm dưới chế độ độc tài tham nhũng Lý Thừa Vãn, đa số dân Hàn Quốc đã đi vào tâm trạng tuyệt vọng, sống ù lì và bất cần. Tâm trạng sống đó đã tiêu hủy niềm tin vào tương lai và sự siêng năng, nhân tố căn cốt của công cuộc xây dựng con người và đất nước. Nhận thấy điều này, nên trong cuộc cách mạng kinh tế, Park Chung-hee đã đặt nặng việc thay đổi tinh thần dân chúng vì ông quan niệm rằng việc xây dựng kinh tế và phát triển tinh thần không phải là hai ý niệm riêng biệt mà cả hai phải đi song hành với nhau. Xây dựng không thể thiếu tinh thần và ngược lại. Nhiều dân tộc khác phải mất hàng thế kỷ để tìm ra thần trí của mình, còn chúng ta đã tìm thấy tinh thần dân tộc Hàn Quốc trong chính thập niên này. Park Chung-hee đã lấy chính cuộc sống và hành động của mình tác động vào sự thay đổi để chính quyền trở thành biết làm, có hiệu quả
và dân trở thành có niềm tin, biết chăm chỉ và kiên nhẫn để thay đổi cuộc đời và đạt được những mục tiêu chung. Kết quả là chỉ gần 20 năm, cuộc cách mạng của Park Chung-hee đã phục hưng được tinh thần tự tin và cương quyết của dân tộc Hàn Quốc. Trong đó, học và làm đã trở thành một cái đạo để đưa con người và dân tộc đi lên. Đối với sự thay đổi tinh thần ở nông thôn Hàn Quốc, ký giả Brian Kelly đã ghi lại lời giải thích của một viên chức Hàn Quốc khi hướng dẫn ông về thăm làng của mình. Phong trào Semaul đã thay đổi nông thôn, căn bản là khôi phục ý thức xấu hổ và tranh đua của nông dân. Chúng tôi thuộc nền văn hóa nặng chất hổ thẹn. Đó là một phần của truyền thống Khổng giáo, thứ truyền thống sợ mất sĩ diện, và Semaul đã làm sống lại thứ truyền thống này. Còn đối với công nhân kỹ nghệ, Alan Patrick, đại diện công ty Ford Motor ở Seoul, đã nói với ký giả Boy Gibbons: "Tôi đã làm việc ở Brazil, Mexico và Âu Châu, nhưng không ở đâu tôi thấy người dân làm việc siêng năng như người Hàn Quốc. Ngay người Nhật cũng trở thành lười nếu so sánh với họ." Một nhà báo Thụy Điển đã chứng kiến tại chỗ thứ đạo này trong cuộc thăm viếng một xưởng đóng tàu của Hàn Quốc. Ở đó, ông đã thấy hàng chục ngàn công nhân cắm cúi làm việc hùng hục, giống như những cỗ người máy cử động không biết mệt mỏi. Họ làm việc hăng say một cách kỳ dị như những người lính đang chiến đấu ở chiến trường. Không ai kiểm soát ai, người nào việc ấy, dập khuôn và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Khi ông hỏi, động lực nào mà quý vị lại có tác phong làm việc ghê gớm như thế? Một anh công nhân đáp, chúng tôi là một nước nhỏ, nếu không chiến đấu ắt không tồn tại được. Trong việc xây dựng hạ tầng cơ sở, Park Chung-hee đã thực hiện được một kỳ công là tuyến xa lộ Seoul-Busan, công trình xây dựng cầu đường lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, chạy dọc theo chiều dài của Hàn Quốc từ thủ đô Seoul tới hải cảng Busan ở bờ biển phía nam. Khi đưa ra chương trình này, ông nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là giải quyết việc giao thông cho phát triển kinh tế, và thứ nhì quan trọng hơn là đem lại cho người dân một niềm tin mới là họ có khả năng xây dựng và sáng tạo lớn. Nhưng theo nhận định chung của một số tác giả nghiên cứu về Hàn Quốc, thì có lẽ ông là người duy nhất ở cả trong và ngoài nước có niềm tin này. Vì thế, khi ông đề nghị dự án xây dựng xa lộ 4 làn xe chạy, xuyên qua những dặng núi với địa thế kinh hoàng, thì Quốc hội đã thẳng tay bác bỏ. Những nhà lập pháp, kể cả những người thuộc đảng của Park Chung-hee, đã không tin là có thể thực hiện nổi xa lộ này. Mà nếu xây dựng được, thì con đường sẽ đưa quốc gia tới phá sản vì phí tổn xây dựng và bảo trì. Ngân hàng Thế giới World Bank và các cơ quan tài chính quốc tế cũng đồng quan điểm như thế. Tuy vậy, Park Chung-hee đã không nản lòng và để tâm nghiên cứu những bản báo cáo của các chuyên viên cố vấn ở trong nước cũng như ở ngoài nước. Ông yêu cầu những người phụ tá thu thập tất cả những tài liệu về việc xây dựng xa lộ từ miền núi Andes ở Nam Mỹ tới Tây Bá Lợi Á của Liên bang Xô Viết và tự mình nghiên cứu tường tận những tài liệu này. Rồi sau đó, với các kỹ sư bộ xây dựng, ông dùng trực thăng lên xuống và băng qua toàn thể khu vực núi non để xem xét, ghi chép hết tuần này đến tuần khác. Cuối cùng, ngày 1 tháng 2 năm 1968, ông ra lệnh khởi công. Toàn thể xa lộ dài 428 km, băng qua 29 cây cầu chính, 208 cây cầu nhỏ và 6 đường hầm chính đã hoàn tất vào ngày 30 tháng 6 năm 1970. Các chuyên viên vận tải thuộc Ngân hàng Phát triển Á Châu cho biết với phí thấp nhất trong lịch sử xây dựng xa lộ loại này. Trong 3 năm đầu, xa lộ Seoul-Busan đã phục vụ cho khu vực tạo ra 70% tổng sản lượng quốc gia và xe cộ sử dụng con đường đã chiếm tới 80% lượng xe lưu thông trong nước. Một kỹ sư bộ xây dựng làm việc 18 tháng ở công trường xây dựng xa lộ đã ghi lại: "Sau một thời gian, tôi thấy ông như là người điều khiển một ban nhạc. Với chiếc trực thăng và cây gậy, ông lên xuống, lần này với một toán nhà địa chất để tìm hiểu có cái gì trục trặc mà vách núi đã sập trên những người xây dựng đường hầm. Lần khác là với mấy nhà thủy học Liên Hợp Quốc để tìm xem các họa đồ viên của Hàn Quốc đã ghi sai mực nước ngầm ra sao. Nếu ngày thứ ba không có được câu trả lời, thì ông sẽ trở lại với vấn đề này vào ngày thứ năm hoặc thứ bảy." Năm 1961, có lẽ ít người dám tin khi Park Chung-hee nói là sẽ biến Hàn Quốc thành cường quốc kinh tế trong 20 năm. Nhưng với phong cách lãnh đạo cương quyết, thực tiễn và hết lòng, ông đã đem lại niềm tin. Vì chỉ trong một thời gian ngắn, người dân Hàn Quốc nhận ra rằng lời nói và cuộc sống của ông đã đi đôi với việc làm. Từ đó, ông đã có thể truyền cho người dân ý thức về sự cấp bách phải làm để giải phóng thân phận của một quốc gia nghèo đói và chậm tiến.
xin đồng bào nhớ rằng dân tộc chúng ta đã mất cả thế kỷ, chúng ta không còn thời gian để mất nữa, vì chúng ta phải thực hiện cả chục việc trong thời gian mà những nước khác chỉ phải làm một. Chúng ta phải tiếp tục làm khi các dân tộc khác có thể nghỉ ngơi. Ngày nay, bánh xe lịch sử quay với tốc lực ghê gớm. Nếu bỏ qua một ngày lười biếng, chúng ta sẽ tụt lại đằng sau người khác một năm, mà nếu lãng phí một năm, chúng ta sẽ tụt hậu 10 đến 20 năm. Dân Hàn Quốc đã cảm nhận được điều này và họ đã thực hiện được công cuộc giải phóng Hàn Quốc khỏi kiếp nạn nghèo đói, chậm tiến để lên hàng những quốc gia phát triển giàu mạnh bậc nhất thế giới.